tại sao không học đại học mà đi học nghề? Thì cái học nghề là gì? Là cái con đường ngắn nhất để đi đến cái công việc sát thực nhất đối với từng người một. Cái quan trọng nhất của các em khi vào đây học nghề là các em phải yêu nghề. Cái yêu nghề phải đầu tiên, sau khi yêu nghề thì mới đến cái nhiệt tình với nghề. Đó. Còn cái kiến thức thì trước không biết thì sau sẽ được biết. Thế nhưng cái quan trọng là phải yêu nghề đã. Với thời gian đào tạo ngắn, chi phí thấp, cơ hội có việc làm ổn định sau khi hoàn thành khóa học rất cao, nên học nghề luôn được các bạn trẻ lựa chọn. Lớp dạy nghề Nam tuyển tại Xuân Cẩm Hiệp Hòa Bắc Giang, chuyên đào tạo nghề sửa chữa máy may công nghiệp, từ căn bản đến nâng cao. Lớp nhận học viên thường xuyên, có chỗ ở nội trú cho học viên ở xa. Hãy đăng ký học ngay hôm nay, điện thoại 0963835879. Bài chia sẻ hôm nay, mình hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh cái chân vịt của máy mổ kim. Thế bây giờ, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách kiểm tra và cách chỉnh cái chân vịt của máy mổ kim. Làm sao để cho nó được một cách chính xác để giúp các bạn may hàng được một cách là nó sẽ ổn định hơn. Rồi chúng ta để ý, trên cái nắp đầu này nó có cái lỗ. Thì lỗ này để cho chúng ta đưa vít vào, mở cái ốc hãm trụ chân vịt ra để chúng ta điều chỉnh chân vịt. Nhưng mà để cho các bạn được hiểu rõ hơn về cái nguyên lý của cái trụ chân vịt này, thì mình sẽ mở cái nắp này ra để cho các bạn dễ quan sát và dễ thực hành. Như vậy là cái nắp đầu mình đã mở ra rồi này. Thì bây giờ các bạn để ý này, thì đây cái này gọi là trụ chân vịt, đây là trụ chân vịt, thì cái này là lò xo nén chân vịt. Còn cái cục này tức là cục kẹp trụ chân vịt, và ốc này là ốc để hãm cái chân vịt này của chúng ta. Thì bây giờ là chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt từng bước một. Thứ nhất là chúng ta sẽ kiểm tra cái độ khe hở giữa chân vịt và mặt nguyệt bằng cách chúng ta sẽ quay kim hướng sâu nhất, cho bàn lừa này xuống sâu tận cùng. Thì để cho cái bàn chân vịt này ở cái tự do thì chúng ta sẽ kiểm tra là xem cái chân vịt và mặt nguyệt nó đã sát nhau chưa. Đấy, chúng ta ấn tay này, bằng cách chúng ta ấn tay này. Tùy theo mức độ nó hở nhiều hở ít, nếu hở nhiều chúng ta sẽ thấy nó nhịp rất lớn như thế này này, và chúng ta nhìn thấy quan sát bằng mắt được luôn. Nếu như chúng ta để cái bàn lừa ở chế độ cao nhất như thế này, chúng ta sẽ không kiểm soát được cái khe hở giữa mặt nguyệt và chân vịt. Tại vì lúc bàn lừa lúc này lên cao thì nó sẽ chạm vào cái chân vịt này rồi. Đối với chân vịt này khi chúng ta kiểm tra thì chúng ta cứ nghĩ là cái chân vịt nó không vấn đề gì. Thế nhưng thực tế chúng ta quay kim sâu nhất thì bàn lừa xuống hết. Thì lúc này chân vịt nó sẽ về tự do, chúng ta sẽ phát hiện ra. Thế để điều chỉnh cho cái chân vịt này sát xuống mặt nguyệt, chúng ta sẽ mở cái ốc hãm trụ chân vịt này ra. Đó. Nếu như trường hợp chúng ta mở ra mà chân vịt nó không tự xuống được thì chúng ta sẽ gõ vào cái ốc này cho chân vịt nó xuống hết. Nếu nó đã tự xuống được nhờ cái lò xo này, chúng ta mở ra nhờ cái lò xo này nó nén thì cái trụ chân vịt này chúng ta nó sẽ tự xuống. Cái điều kiện bắt buộc là khi kim quay xuống sâu nhất thì chân vịt và mặt nguyệt phải được sát nhau thì nó mới có tác dụng đẩy được cái nguyên liệu, tức là cái miếng vải của chúng ta đi. Nếu chúng ta may hàng mỏng mà không được sát thì chúng ta may chậm thì may được, mà may nhanh thì không thể may được. Cũng có trường hợp là cũng không may được luôn. Chúng ta chỉnh được cái độ sát giữa chân vịt và mặt nguyệt rồi. Tại giờ chúng ta tiến hành bước tiếp theo. Ta điều chỉnh cho cái kim nằm giữa lỗ chân vịt. Chúng ta đây sẽ sử dụng cái vít này, gõ nhẹ vào đây cho nó ra. Làm sao cho cái này kim này nằm giữa cái khe của chân vịt này, để tránh cái trường hợp khi kim đi xuống nó cọ sát vào hai bên thành bên này, nó sẽ dễ bị đứt chỉ và gãy kim. Sau khi chúng ta điều chỉnh cho chân vịt và mặt nguyệt sát nhau rồi, và chúng ta điều chỉnh cho kim nằm giữa khe của chân vịt được rồi, thì chúng ta sẽ vặn cái ốc hãm trụ chân vịt này lại. Có những trường hợp mà các bạn là chỉnh chân vịt xong rồi tự nhiên các bạn lại mất đi một ít tiền oan. Đó là gì? Là khi chúng ta chỉnh xong mà chúng ta lại không may được, và chúng ta phải kêu thợ đến
để chỉnh lại cho chúng ta may được, thì đương nhiên là chúng ta đã mất đi một ít tiền oan. Đấy là những người còn kêu được thợ. Còn những cái bạn ở khu vực xa mà kiếm được ông thợ thì cực kỳ là khó. Thì lúc này các bạn ấy là chỉ có biết ngồi khóc thôi. Đó, lý do của các bạn là gì? Là khi chúng ta mở cái ốc kẹp cái trụ chân vịt này ra, thì lúc này chúng ta vô tình chúng ta gạt gối một cái, thì lúc này cái kẹp của trụ chân vịt này nó sẽ chạy lên mái trên này. Thì dẫn đến cái trường hợp, một là có thể cái chân vịt này chúng ta lên hết cỡ mà nó rất thấp, không đủ để cho chúng ta đưa hàng vào. Cái trường hợp nữa là tệ hơn là nếu cái này lên quá cao nữa thì cái chân vịt của chúng ta là nó sẽ không có một tí tác dụng nào. Thế nên các bạn nên nhớ khi chúng ta điều chỉnh cái chân vịt xong rồi chúng ta bao giờ cũng phải gõ cho cái kẹp trụ chân vịt này xuống hết cỡ. Xuống hết cỡ thì chúng ta sẽ vặn hãm trụ chân vịt này lại. Thì đó là một cách an toàn. Và phần tiếp theo là chúng ta sẽ điều chỉnh cái lực nén của cái chân vịt này. Cái lực nén của chân vịt này rất quan trọng. Nếu như lực nén mà yếu quá thì chúng ta may hàng sẽ không may được. May chậm thì may được, mà may nhanh thì chúng ta là có thể là đường chỉ lúc dày lúc thưa. Nếu mà chặt quá thì nó sinh ra là làm cho vải của chúng ta có thể là rách, hoặc là cào do bóng vải và chầy mặt vải. Để điều chỉnh cái lực nén của chân vịt thì đây là cái ốc này, là cái ốc để điều chỉnh cái lực nén của chân vịt. Thì chúng ta bằng cách là chúng ta vặn xuống thì để là tăng thêm cái lực nén của chân vịt. Nếu như nhẹ quá chúng ta vặn xuống để cho nó tăng thêm cái lực nén của chân vịt. Nếu nặng quá thì chúng ta sẽ vặn lên để cho cái lực nén của cái lò xo này nó giảm đi, thì cái lực nén của chân vịt này của chúng ta nó sẽ cũng giảm theo. Để kiểm tra là làm như thế nào để biết được cái lực nén của chân vịt nó đủ, chúng ta kiểm tra bằng cách là chúng ta sẽ lấy tay này chúng ta kéo cái chân vịt lên. Nếu chúng ta kéo lên mà thấy cái lực nén của nó độ nặng tương đối thì coi như được. Nếu mà nặng quá thì chúng ta phải nhả cái lực nén cái ốc này lên. Nếu mà chúng ta kéo nhẹ lên một cái mà chân vịt của chúng ta lên thì lực nén vừa nhẹ quá thì chúng ta sẽ vặn nó xuống. Với bài chia sẻ của mình hôm nay đến đây là hết. Các bạn xem thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và nhớ nhấn chuông để nhận được thông báo từ những video mới của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.